chào tất cả các bạn, mình tên là Jenny, còn bên đây là... Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Hương Giang. Hai chị em mình cùng chơi một bộ đồ chơi rất đẹp, đó chính là... Đây là cái ghế ở bàn trang điểm, rất xinh, có cái đệm màu tím với cái ghế màu đen, còn đây mình dán một sticker con gà rất đẹp. Đây là bàn trang điểm, mình có dán một hình dáng con thỏ, và ở trên đây có một cái bóng đèn có thể tháo ra được, có thể lắp vào được, rất hay, có thể xoay được luôn các bạn. Đây là Elsa Anna, đây là Elsa, đây là Olaf luôn, đầy đủ luôn các bạn, đầy đủ luôn, có thể xoay được. Bây giờ thì ta-da, Elsa đây. Elsa buộc một núm tóc nhưng mà mình đã tháo ra hơi bù xù. Một cái dây chun màu xanh hợp với cái váy màu xanh. Đã, mình làm một cái vòng cổ bằng đất nặng Play-Doh màu xanh có kim cương, mình tự cắt ra mình làm. Rất đẹp phải không? Có khớp luôn nè. Các bạn có muốn nhiều gì mình giúp không? Mình rất là thích phần này. Có một em bé, mình đặt tên cho nó là Binky. Và nó có một bộ váy rất đẹp. Và bộ váy của nó màu hồng. Và tóc của nó có màu vàng. Và mình sẽ thay chun cho nó. Thì Elsa sẽ có thể nấu ăn cho cái bạn này. Và Elsa có thể đi chợ bằng cái lò màu tím. Rất đẹp. Rồi, treo cái giỏ ở chỗ cũ nào. Và trên bọn cho mình sẽ để cái túi vào. Và đây là phòng làm việc của em mình có cái tủ lạnh mini. Đó, cái bếp nhìn từ tay mình đi chào. Đây là nó. Các bạn đi ra tủ đây. Còn bước chân điểm của mình thì có hai cái tủ. Đựng gì bên trong cả. À, mình có đựng một cuốn sổ. Ơi, ta-da, mình tự làm màu cam hết, có một hình trái tim, ta-da, đấy nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, xong, mình chỉ biết đến 13 cái thôi. Mình sẽ màu cam, đê, thì để đựng gì hết. Chính vì vậy tủ sách này có màu cam hết cả, đúng rồi các bạn. Mình tự làm công ty Elsa hoặc bút bê Chelsea có thể học số nữa nếu không biết số. Tủ sách này có thể là tủ sách trái tim các anh chàng, ví dụ như 17 anh chàng có tên. Nhìn qua đi. Qua đi nhìn. Còn mình thì mình rất thích nấu ăn nên mình sẽ đi bảo vệ. Còn mình thì rất thích nấu ăn. Vì vậy mình sẽ bảo vệ đi chợ mua những nguyên liệu để mình về được tập nấu ăn.
Sao không? Dạ, không sao ạ.
lên tạm trên bàn rồi. Rồi ăn nhiều nữa nhờ, chơi xe của mẹ rõ lắm đó. À, pinky của mẹ rõ lắm đó. Mẹ ơi, con ăn cơm rồi, con đi giỏi quá đi, là đúng rồi ngủ con. Trời ơi, mẹ sẽ rửa bát, rút đĩa. Để đĩa lên đây nhé, mẹ để mẹ sẽ có cái đĩa. Có tiêu các bạn ơi. Đứng dậy thôi, đứng dậy từ từ mẹ. Bóng đèn còn nguyên các bạn, nhưng mà bị gãy rồi đó. Bây giờ mình lắp vào này. Giờ mình lắp vào được rồi. Rồi. Ơ, đã đến giờ mẹ em sang ngủ đâu chứ. Rồi, bây giờ mẹ sẽ đi mua bánh cho chị Asi ăn. Mà tụi lại không còn đồ ăn nữa. Và mình xem trong tụi tụi lại còn gì nữa. À, còn bánh cắp cây thôi. Mình chơi chơi sẽ ăn cái mặt xanh đi. Chơi xí ơi, sẽ ăn bánh con ơi. Dạ mẹ. Mà Nhìn. Hai bà mẹ. Ờ, được rồi, để mẹ đi rửa tay. Phải chặt nhiệt độ ở trên kia, trên cạnh cái máy ấy. Đúng rồi, để mẹ mặc váy là cho con, nhưng mà kia con chớ hết ra mình rồi. Để mẹ chặt nhiệt độ cho con xem con mấy độ nghe đợt này. Chắc con sốt cao lắm phải không? Rồi, đây cho chị. Đây, chặt nhiệt độ đây các bạn. Báo cho con nha. Ôi sao. Wow, con trao đứng ngôi sao lớn độc ác rồi. Không thể nào. Thấy này, ngôi sao lớn độc ác rồi. Đến 40%. Tốt quá, cao quá đi. Đời ơi, không thể nào. Thôi bây giờ con sẽ được nghỉ học bơi một tuần được chưa? Thế, con sẽ được nghỉ viên rồi. Mất ghê, mình có cho nó nghỉ không? Chỉ đúng là nó thích mà. À, Chelsea ơi, Chelsea. Rạ, cái
đâu, con tìm đâu, con cũng không đau mẹ con rồi. Ừ ha. Thôi. Thôi bây giờ mẹ đùa bắt đi ăn trường. Ôi, gọi đi, gọi tiếng đi ớt, tự nhiên lấy gương chị. Để tặng cho con cái gương này nè. Nè. Đây, đây cái gương này nó cũng mẹ. Mẹ cất lên cái tủ trang điểm ấy. Rồi mẹ cất lên cái kia. Làm sao con có một hộp tủ của mẹ đâu nhỉ? Vâng. Rồi. Rửa bát đĩa xong. Vậy vậy. Rồi. Đã bây giờ. Đây. Nói. Đó, nói rằng. Đây. Thôi bây giờ đã muộn rồi. Bây giờ chúng ta cùng chào tạm biệt nhau để chúng ta đi ngủ nhé. Hai chị em mình cũng sẽ đi ngủ liền. Nhé các bạn. Các bạn nhớ share, subscribe cho kênh YouTube của Jenny Châu. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại trong video.